hơn 14.200 ha. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 286 vùng trọng điểm về cháy rừng với tổng diện tích gần 125.000 ha rừng, chiếm gần 20% tổng diện tích đất có rừng toàn tỉnh. Từ đầu mùa khô 2023-2024 đến nay, các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng đã tổ chức gần 410 đợt tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thu hút hơn 26.700 lượt người tham dự. Tổ chức ký cam kết an toàn lửa rừng với gần 17.400 lượt hộ dân sống canh tác gần rừng. Đồng thời đã huy động các tổ, đội, nhận khoán phối hợp tổ chức phát, đốt có điều kiện, giảm vật liệu cháy đối với trên 440 km và xây dựng hơn 82 km đường băng cản lửa tại các vùng trọng điểm về cháy rừng. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024 đơn vị đã triển khai một số cái biện pháp cấp bách như là củng cố các lực lượng, coi như là chuyên trách, cũng như là củng cố ban chỉ huy phòng chống cháy rừng của cơ sở từ thôn làng, và công tác tuyên truyền vận động bà con sống bên gần rừng để mà cam kết an toàn rừng cũng như là canh tác nương rẫy. Ngoài ra thì đơn vị cũng đã coi như thực hiện các cái công trình lâm sinh, các cái hạng mục công tác phòng chống cháy rừng đốt trước có điều kiện như thế này để nhằm giảm vật liệu cháy trong mùa khô này. Hàng năm thì cứ vào đầu mùa khô là ban quản lý thường là tổ chức cho các hộ nhận khoán, tôi là tổ trưởng thì cũng cùng tham gia với ban quản lý và các hộ nhận khoán tuần tra, thường xuyên tuần tra và đốt xử lý những thực bì là nó dễ bắt lửa cháy, rồi đồng thời là đốt trước có điều khiển những khu rừng là dễ bắt lửa. Dù đã chủ động triển khai các biện pháp về phòng cháy chữa cháy rừng, song từ đầu mùa khô 2023-2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng chưa nghiệm thu thành rừng tại huyện Chư Pứ và huyện Yà Crai với tổng diện tích bị thiệt hại hơn 122 ha. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay các ngành địa phương, đơn vị chủ rừng đang tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng theo đúng tinh thần công điện khẩn số 02 ngày 8 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Hạt cũng phân công cho cán bộ kỹ thuật cũng như là các lực lượng kiểm lâm địa bàn ở cơ sở đó thì thường xuyên tuyên truyền vận động và các hộ dân thì về đầu mùa khô là phải tiến hành là phát dọn thực bì, rồi làm đường ranh cản lửa, rồi thực hiện các cái biện pháp phát đốt trước có điều khiển, để mà gọi là các biện pháp lâm sinh đó, để mà hạn chế đến mức thấp nhất cái việc cháy rừng đối với rừng trồng. Đối với các diện tích rừng mà nhất là rừng trồng mà chủ yếu là rừng trồng thông ấy, thì đơn vị đã cử lực lượng nhận khoán cũng như là lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên trực chốt tại các chốt để kịp thời phát hiện lửa rừng. Ngoài ra thì còn có cái công tác là thường xuyên đi kiểm tra nương rẫy cũng như là phối hợp với các ngành nhận khoán để đi kiểm tra rừng và để kịp thời cũng như là có những hộ dân mà có nương rẫy mà sản xuất gần cái diện tích rừng trồng đấy thì cũng vận động tuyên truyền là tạo đường ranh cũng như là có các biện pháp mà phòng cháy để không để cháy lan vào rừng. Theo dự báo, nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt và mùa mưa năm nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ đến muộn hơn mọi năm. Trong khi đó, Gia Lai là tỉnh có diện tích rừng lớn, vùng trọng điểm về cháy rừng chiếm gần 1/5 diện tích đất có rừng và địa hình đồi núi phức tạp. Do đó, đòi hỏi các ngành địa phương, đơn vị chủ rừng cần tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ và phòng là chính để hạn chế tối đa các nguy cơ và không để cháy rừng xảy ra trên địa bàn.